Khi quý vị tiếp tục quan sát các pháp như thế, tiếp tục thực hành không ngừng nghỉ, tiếp tục theo cách đó, các phẩm hạnh này sẽ nở đầy trong tâm quý vị. Nhưng giai đoạn của giới định tuệ này chưa phải ở cấp độ của thiền na. Các pháp vẫn còn khá thô. Chúng tinh tế so với cái thô. Chúng là cái chắt lọc từ cái bình thường, từ những người bình thường chưa từng làm những điều này trước đó, chưa từng kiềm chế hành vi của mình trước đó, chưa từng hành thiền, chưa từng tu tập trước đó. Nên đối với họ, cấp độ này là tinh tế. Giống như đối với người nghèo thì 5-10 đồng cũng có ý nghĩa, nhưng với những người có tiền triệu thì 5-10 đồng không có ý nghĩa gì. Nó là như thế. Nếu quý vị nghèo, quý vị mong có một vài đồng, nó chỉ có ý nghĩa đối với người nghèo, kẻ thiếu thốn. Khả năng buông bỏ được các hành ác dưới dạng thô của quý vị chỉ có ý nghĩa đối với những người bình thường chưa bao giờ biết buông bỏ. Vì thế, quý vị có thể tự hào khi đạt đến cấp độ này. Quý vị đã hoàn toàn khắc phục được giai đoạn này. Quý vị sẽ tự mình nhận ra điều đó. Tất cả những ai tu tập đều phải giữ điều đó trong tâm. Khi điều đó xảy ra, quý vị nói rằng mình đang đi trên con đường của giới, con đường của định, con đường của tuệ. Giới, định, tuệ, cả ba đều có mặt, không thể tách rời chúng ra. Khi quý vị trì giới tốt, tâm định của quý vị càng kiên cố thêm. Khi tâm định tĩnh, tuệ càng sắc bén hơn. Chúng trở thành đồng nghĩa với nhau. Quý vị không ngừng tu tập, tiếp tục như thế, không gián đoạn, đó là cách tu tập đúng. Nên nếu quý vị thực tập theo cách đó, là quý vị đã bước vào giai đoạn đầu trên con đường tu tập. Đây là cấp độ thô, còn khó để duy trì. Nhưng các giai đoạn tinh tế của giới định tuệ, tất cả đều từ đó mà ra. Dường như tất cả đều được chắt lọc từ một nguồn. Nói một cách đơn giản, nó giống như cây dừa. Cây dừa hút nước thường qua thân, nhưng khi nước đến các trái dừa, nó trở nên sạch và ngọt. Nước dừa đó là từ nước thường, từ thân cây, từ đất cát thô mà ra. Nhưng khi nước đã được thấm vào cây, nó được chắt lọc lại. Cũng là nước đó, nhưng khi thấm vào cây dừa, nó trở nên sạch hơn trước và ngọt. Cũng thế, giới định tuệ trên con đường đạo của quý vị còn thô, nhưng nếu tâm quán chiếu các pháp này cho đến khi chúng ngày càng trở nên tinh luyện, thì chất thô của chúng sẽ biến mất. Càng ngày chúng càng trở nên tinh túy hơn, thì lãnh vực quý vị phải duy trì ngày càng thu hẹp lại trong tâm, rồi nó trở nên dễ dàng, các pháp trở nên gần gũi với quý vị hơn. Ở giai đoạn này, quý vị không còn phạm các lỗi nặng, chỉ là khi có bất cứ vấn đề gì khởi lên trong tâm thì các câu hỏi phát khởi. Thí dụ, hành động như vậy là đúng hay sai? Hay nói những lời này có tốt không? Nói như thế này có sai không? Đại loại như thế. Quý vị buông bỏ các pháp và ngày càng gần hơn với nội tâm, tiếp tục gần hơn với nội tâm. Định của quý vị cũng vững chãi hơn, trí tuệ của quý vị dường như sáng hơn, nhìn các pháp dễ dàng hơn. Kết quả là quý vị chỉ nhìn sự vật qua con mắt tâm và kiến chấp của nó. Quý vị không tách biệt giữa thân và khẩu, quý vị không tách biệt bất cứ thứ gì. Khi chúng ta nói về những vấn đề của thân và tâm tùy thuộc lẫn nhau. Quý vị sẽ thấy cái gì điều khiển thân chính là tâm. Bất cứ thân làm gì cũng đều do tâm. Trước khi tâm điều hành thân, xung lực từ các kiến chấp tiếp xúc với tâm và hành khiển tâm. Vì thế, khi quý vị tiếp tục quay vào quán chiếu nội tâm, thì dần dần sự tinh tế của quý vị sẽ được phát triển. Cuối cùng thì không có gì ngoài tâm và kiến chấp của nó. Nói cách khác, thân là một hiện tượng vật lý, trở thành phi vật lý.
tâm không nắm giữ thân theo tính vật lý của nó. Nó biến tính vật lý này của thân thành phi vật lý, chính là đối tượng tâm hay kiến chấp tiếp xúc với tâm. Cuối cùng thì các pháp đều là sản phẩm của tâm và kiến chấp của nó. Những kiến chấp phát khởi cùng lúc nơi tâm. Tâm của chúng ta, đây chính là nơi chúng ta khám phá, đo lường bản chất tâm. Tâm không có vấn đề gì, nó giống như một mảnh vải hay một lá cờ được cột ở đầu ngọn cờ và chỉ ở đó, không có gì xảy ra cả. Hay như một chiếc lá được để tự nhiên, nó nằm yên, không có gì xảy ra. Khi chiếc lá phe phẩy, đó là vì một cái gì đó, là gió. Bản chất của chiếc lá tự nó là yên, không động đậy, không phiền hà gì tới ai. Khi nó chuyển động là do có điều gì đó tiếp xúc với nó. Khi gió chạm vào, chiếc lá phe phẩy. Bản chất của tâm cũng thế, không thương, không ghét, không trách móc ai. Nó ở yên như thế, trong điều kiện thật thuần khiết, rõ ràng và trong sạch. Nó ở yên, không vui, không buồn, không có bất cứ cảm thọ nào. Đó là trạng thái chân thật của tâm. Lý do chúng ta tu tập là để khám phá nội tâm. Khám phá nội tâm, khám phá nội tâm cho đến khi chúng ta đạt được tâm ban sơ đó. Tâm ban sơ được gọi là tâm thuần khiết. Tâm thuần khiết là tâm không có bất cứ vấn đề gì, không có bất cứ kiến chấp nào lai vãng. Nói cách khác, tâm đó không chạy đuổi theo các kiến chấp, nó không phê phán cái này hay cái kia, không tìm vui trong điều này hay điều nọ, nó không hạnh phúc vì pháp này hay buồn khổ vì pháp nọ. Tuy vậy, tâm luôn ở trạng thái tỉnh thức. Nó luôn biết rõ điều gì đang xảy ra. Nếu tâm ở trong trạng thái này, thì khi các kiến chấp ào đến, tốt hay xấu, bất kể kiến chấp gì, khi chúng xuất hiện hay khuấy động, tâm nhận diện được chúng nhưng vẫn ở yên. Tâm không có vấn đề gì. Nó không lay động. Tại sao? Vì nó tự giác, nó tự biết mình, nó thiết lập được sự giải thoát tự bên trong mình. Nó ở trong trạng thái ban sơ của mình. Làm thế nào mà tâm có thể tái tạo lại trạng thái ban sơ của mình? Vì kẻ biết đã quán chiếu với sự tinh tế để thấy rằng tất cả các pháp đều là tạo tác của đối tượng và các thành tố. Không có ai làm gì cho ai. Như khi vui hay buồn phát khởi, khi vui phát khởi, đó chỉ là vui. Khi khổ phát khởi, đó chỉ là khổ, nó không có ai là chủ. Tâm không biến mình thành người sở hữu của niềm vui hay nỗi khổ. Nó quan sát các trạng thái này và thấy rằng nó không cần phải bám vào thứ gì cả. Chúng chỉ là những vấn đề khác nhau, những pháp khác nhau. Lạc chỉ là lạc, chỉ có vậy. Khổ chỉ là khổ, chỉ vậy. Tâm chỉ là cái biết của các pháp. Trước đây, khi có cơ sở của tham, sân và si, tâm sẽ bám vào những thứ này ngay khi chúng xuất hiện. Nó sẽ bám vào lạc, nó sẽ bám vào khổ. Nó chạy ngay đến để dung dưỡng chúng. Chúng ta bám lấy khổ và lạc không ngừng nghỉ. Đó là dấu hiệu của một tâm không biết nó đang làm gì. Nó si mê, nó không có tự do giải thoát. Nó chạy đuổi theo các kiến chấp của mình. Tâm mà chạy đuổi theo các kiến chấp là tâm nghèo nàn. Nếu kiến chấp của nó tốt thì nó được tốt theo. Khi kiến chấp của nó xấu thì nó xấu theo. Nó quên bản thân, quên rằng bản chất nguyên sơ của nó là không tốt, không xấu. Nếu tâm tốt theo kiến chấp của nó thì tâm đó suy mê. Khi pháp bất thiện phát khởi, nó cũng bất thiện. Khi đau khởi lên, nó cũng đau theo. Khi lạc đến, nó cũng lạc, tâm biến thành cả thế giới. Các kiến chấp của nó là thế giới. Chúng dính mắc với thế giới, chúng phát khởi theo lạc, khổ, tốt, xấu, đủ mọi thứ chuyện. Và chúng cũng không chắc chắn về điều gì. Nếu tâm không ở trạng thái nguyên sơ thì không có gì chắc chắn.
không có gì ngoài sinh tử, sợ hãi, lung lay, thiếu sót và khổ đau. Không có gì ngoài những khó khăn triền miên. Tất cả mọi thứ đều không có cách gì chấm dứt. Chúng ta thấy là chúng ta phải tiếp tục sống theo cách chúng ta từng sống trong quá khứ. Còn tâm, nó không có bất cứ vấn đề gì. Khi nó có vấn đề, đó là vì chúng ta bám víu vào sự việc, như sự khen chê của người đời. Nếu ai đó nói, bạn là người xấu, tại sao bạn đau khổ? Bạn đau khổ vì bạn hiểu rằng họ chỉ trích bạn, nên bạn nắm lấy đó, đem vào trong tâm mình. Hành động nắm lấy và đem vào trong tâm. Hành động nắm lấy, biết nó và nắm lấy nó theo cách đó là vì bạn không khôn ngoan, không biết đó là gì, nên bạn nắm lấy nó. Khi quý vị làm như thế, đó được gọi là tự đâm sau lưng mình bằng cái chấp. Khi quý vị tự làm tổn thương mình, đó là cách phát khởi của sinh. Nếu quý vị chẳng để ý đến lời người ta nói hay chẳng chấp, khi quý vị coi những thứ đó chỉ là âm thanh, chỉ có vậy thì sẽ chẳng có vấn đề gì. Thí dụ một người Khmer nguyền rủa quý vị. Quý vị nghe nhưng coi đó chỉ là âm thanh Khmer, chỉ vậy. Chúng chỉ là âm thanh. Khi quý vị không hiểu nghĩa, không biết rằng người ta đang nguyền rủa mình, thì tâm không bám víu. Vậy là quý vị được an ổn. Hoặc một người Việt Nam hay người nào đó có ngôn ngữ khác với quý vị, nguyền rủa quý vị, thì quý vị chỉ nghe âm thanh. Quý vị bình thản vì quý vị không đem chúng vào tâm. Còn cái tâm này, nói về sự sinh diệt của tâm, những thứ này dễ hiểu thôi. Khi quý vị tiếp tục quán chiếu như thế, không dừng quay vào bên trong, tâm sẽ ngày càng tinh tế vì nó đã trải qua những giai đoạn thô của việc tu tập. Định của quý vị cũng vững chãi hơn trong nội tâm, trụ vào bên trong hơn. Nó càng quay vào bên trong, ta càng chắc rằng trạng thái tâm này sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì, bởi bất cứ kiến chấp nào. Kiến chấp là kiến chấp, tâm là tâm. Khi tâm cảm thấy lạc hay khổ, tốt hay xấu là vì nó để kiến chấp ảnh hưởng mình. Nếu không, tâm sẽ chẳng có vấn đề gì, tâm sẽ không lay động. Trạng thái này được gọi là trạng thái tỉnh giác. Tất cả các pháp mà tâm biết đều là tạo tác của các đặc tính và các yếu tố. Chúng đến rồi đi, đến rồi đi. Mặc dù quý vị biết điều này, quý vị vẫn chưa buông bỏ được. Nhưng ở thời điểm này không quan trọng là quý vị có thể buông bỏ được hay không. Chỉ cần quý vị giữ được sự tỉnh giác này hay tư duy này như là giai đoạn đầu trong việc tu tập tâm, quý vị cứ quay vào nội tâm, nghiền nát, hủy diệt các uế nhiễm không ngừng nghỉ. Lúc đó, quý vị sẽ thấy tâm dường như thoái lui. Đức Bổn Sư trong các kinh gọi đó là sự chuyển tâm. Đây là tâm vượt lên tâm chúng sanh, tâm của người bình thường, để hướng đến làm bậc thánh. Từ người bình thường như chúng ta, người đã chuyển được tâm, bước vào trạng thái tâm niết bàn, nhưng chưa thể đi đến tận cùng. Hành giả đó thối lui để tiếp tục tu tập ở một cấp độ khác. So sánh điều này với một người đang cố gắng để vượt qua bờ bên kia, một chân người ấy ở bờ bên này, chân kia thì cố giới qua bờ bên kia. Hành giả ấy nhận thức rằng có bờ bên này và bờ bên kia, nhưng vị ấy chưa thể bước sang. Vì thế, vị ấy thối lui sau khi nhận thức được rằng các pháp này có mặt. Sau đó, vị ấy tiếp tục phát triển tư duy, vị ấy nhận thấy việc này là chân thật, rằng đây là cách sự vật hiện hữu, và rằng vị ấy cuối cùng phải đến được bờ bên kia. Nói đơn giản là ở thời điểm này, chúng ta nhìn thấy được phương cách tu tập của mình, rằng nếu chúng ta thực sự quán chiếu về những gì đang xảy ra, chúng ta sẽ thấy rằng tâm có con đường nó phải đi theo. Ta biết rằng bước đầu tiên trên đường tu là niềm vui, nỗi buồn, không phải là con đường chúng ta nên theo. Chúng ta phải hiểu chắc về điều đó, và thật sự con đường đạo là như thế. Nếu quý vị vui,
đó không phải là con đường, vì nó có thể làm phát khởi căng thẳng. Nếu quý vị khổ, nó cũng có thể phát khởi căng thẳng. Chúng ta suy nghĩ như thế, nhưng chúng ta chưa thể buông bỏ các pháp. Vậy chúng ta phải làm sao cho đúng? Chúng ta phải bỏ qua một bên cái vui, cái khổ, để cố gắng đi theo trung đạo. Khi quý vị có thể giữ điều đó trong tâm, là quý vị đã đi đúng đường. Quý vị hiểu điều này, nhưng quý vị chưa thể làm được. Chừng nào quý vị chưa thể làm được là quý vị còn bị dính mắc vào lạc hay khổ. Quý vị luôn biết mình bị dính mắc, do đó là khi quý vị có thể đi đúng đường. Khi tâm chấp vào lạc như thế, chúng ta không tán đồng nó. Khi tâm chấp vào khổ, ta không chê bai nó. Giờ ta chỉ quan sát chúng. Lạc sai mà khổ cũng sai. Chúng ta biết chúng không phải là con đường đạo. Chúng ta biết, tuy nhiên dầu ta biết, ta vẫn không thể buông bỏ chúng. Không thể buông bỏ chúng dầu ta biết. Khi biết, ta không chấp vào lạc, ta không chấp vào khổ, ta không chấp vào trạng thái nào, và ta không nghi ngờ gì về điều đó. Vì ta biết chúng giống nhau ở điểm không phải là con đường đạo. Đây không phải con đường, đó cũng không phải là con đường. Nên chúng ta chọn khoảng giữa làm đối tượng không thay đổi. Nếu chúng ta có thể buông bỏ lạc và khổ, thì đó là con đường. Tâm ta sẽ bước vào đó và biết điều đó. Nhưng nó vẫn chưa thể đi trọn con đường, vì thế nó lùi lại để tiếp tục thực hành. Khi lạc phát khởi và ta bị dính vào đó, thì ta hãy đem lạc làm đề mục quán chiếu. Khi khổ phát khởi và ta chấp vào đó, thì ta lấy khổ làm đề mục để quán chiếu. Cho đến khi tri thức của ta cân bằng với khổ, với lạc, đó là khi tâm buông bỏ lạc, buông bỏ khổ, buông bỏ vui, buông bỏ buồn. Nó buông bỏ tất cả mọi thứ trên đời. Tâm sẽ trở thành tất cả với thế giới, lỗi lạc về thế gian. Khi tâm buông bỏ, khi người giác ngộ buông bỏ, tâm trụ ngay tại đó. Tại sao nó có thể trụ ngay đó? Vì nó đã bước vào đó trước đây, nơi mà nó biết nhưng chưa thể giới tới. Vì thế, khi tâm dính vào lạc và khổ, ta không lụy vì chúng. Ta cứ cố gắng dẹp chúng qua một bên. Đó là khi ta đạt đến cấp độ của một du già. Người đi trên con đường đạo nhưng chưa đến đích. Những phương cách này là các pháp mà quý vị có thể chú tâm vào trong từng giây phút của tâm. Quý vị không cần phải quan tâm về bất cứ điều gì khác. Khi chúng ta bị dính vào phía nào, ta phải tự biết chắc chắn là chúng sai, vì cả hai phía đều dính chấp vào thế gian. Lạc dính chấp vào thế gian, khổ dính chấp vào thế gian. Khi quý vị dính chấp trong thế gian có thể trở thành hiện tiền. Tại sao thế gian này có thể sinh và có mặt? Vì tri thức của ta chưa nhanh đủ. Thế gian không thể có được trạng thái sinh từ bất cứ thứ gì khác. Và vì tri thức của ta không đủ nhanh, chúng ta bắt đầu phán đoán, thêu dệt các hư cấu. Ngay đây là nơi sự tu tập trở nên thú vị. Bất cứ chúng ta dính mắc vào thứ gì, ta tấn công nó ngay tại đó, chứ không buông bỏ. Nếu dính chấp vào lạc, ta tấn công lạc ngay. Tâm không thể tha. Nếu bám víu vào khổ, ta nắm bắt khổ ngay. Tâm không thể buông tha. Nếu chấp vào khổ, ta tóm lấy nó ngay và quán chiếu về nó. Đây là nơi sợi chỉ bắt đầu được luồn vào lỗ kim. Tâm không lay động trước các đối tượng này nữa, và nó không chống lại các hành. Dầu sai, ta nhận biết mình sai. Tâm không màng. Cái tâm rộng lớn này không màng. Cũng giống như khi đang đi và quý vị đạp nhầm gai. Chúng ta đâu muốn đạp gai, ta đã rất cẩn thận mà vẫn đạp nhầm gai. Ta đâu có vui vì điều đó, phải không? Ta không vui vì đạp gai khi đã biết con đường. Chúng ta biết đây là thế gian, đây là khổ, đây là luân hồi. Chúng ta biết, tuy nhiên chúng ta vẫn đạp nhầm gai. Tâm trôi theo dục lạc, hạnh phúc hay khổ đau.
Tuy nhiên chúng ta không bằng lòng. Chúng ta cố gắng để xóa bỏ những thứ này, không ngừng xóa bỏ thế gian ra khỏi tâm tưởng. Tâm ở thời điểm này luôn xây đắp, thực hành, phát triển. Đây là nỗ lực để tu tập. Tâm quán chiếu, tự nhủ về những gì đang xảy ra bên trong nó. Các loại pháp này, khi tâm bứng rễ khỏi thế gian, nó tiếp tục hướng vào bên trong, hướng vào bên trong. Ở thời điểm này, tất cả các bậc giác ngộ, khi họ biết, chỉ biết mà không phản ứng. Tri thức của họ hòa đồng với các pháp, hoàn toàn sáng suốt và không tham dự vào bất cứ điều gì. Họ không là nô lệ cho bất cứ ai, họ không tham dự vào gì. Họ biết, nhưng họ không chấp. Họ biết, nhưng để mọi thứ xuống. Họ biết và buông bỏ. Vẫn còn có lạc ở đó, vẫn còn có khổ, bất cứ là gì. Chúng vẫn còn ở đó, nhưng tâm không chấp nữa. Khi chúng ta thấy điều này, chúng ta biết, ồ, tâm là thế đấy. Các đối tượng là thế đấy. Tâm tách biệt ra khỏi các đối tượng tách biệt khỏi tâm. Tâm là tâm, đối tượng là đối tượng. Khi quý vị ý thức về cả hai điều này, thì khi chúng tiếp cận, quý vị biết ngay lúc đó. Khi tâm tiếp xúc với đối tượng, quý vị biết ngay lúc đó. Khi vị hành giả luôn cảm nhận được điều này trong quá trình tu tập, dầu đi, đứng, nằm hay ngồi, đó được gọi là sự thực hành tu tập theo hình vòng tròn. Đó là sự thực hành đúng. Chúng ta không đánh mất sự có mặt của tâm. Chúng ta không chỉ quan sát các pháp thô, chúng ta quay vào trong để quan sát các pháp tinh tế. Chúng ta đặt những vấn đề ở bên ngoài qua một bên và chỉ quan sát tâm và thân, hay chỉ tâm và các kiến chấp của nó. Chúng ta quan sát chúng phát khởi, quan sát chúng diệt đi, quan sát chúng sinh và diệt, quan sát chúng diệt và sinh, diệt sinh, sinh diệt, diệt và rồi sinh, sinh và rồi diệt, cho đến cuối cùng ta chỉ quan sát diệt. Khaya, yaya, sự kết thúc, tan rã. Kết thúc và tan rã là trạng thái bình thường của chúng. Khi tâm giống như thế, nó không đuổi theo sự vật bất cứ nơi nào. Nó chỉ biết nó đang làm gì. Khi thấy, nó chỉ thấy, chỉ có vậy. Khi biết, nó chỉ biết, chỉ có vậy. Nó tự làm những điều này. Đây là thứ không thể thêu dệt. Vì thế, đừng đi rêu rao về sự tu tập của mình. Đừng nghi ngờ điều gì. Điều này cũng áp dụng cho việc giữ giới của quý vị. Như tôi đã nói trước đây, hãy quán chiếu để biết điều gì sai và điều gì đúng. Khi quý vị thấy điều gì sai, hãy từ bỏ nó, đừng nghi ngờ gì. Với tâm định của quý vị cũng thế, hãy khiến tâm im lặng, khiến nó bình an. Nếu có tư tưởng phát khởi, đừng lo lắng về chúng. Nếu tư tưởng vắng bặt thì cũng đừng lo lắng. Hãy làm quen với các hoạt động của tâm. Nhiều người muốn tâm an tịnh, nhưng họ không hiểu an tịnh là gì. Họ không hiểu sự bình an của tâm. Có hai loại an tịnh, sự an tịnh của định và sự an tịnh của xả. Sự an tịnh của định hời hợt, rất hời hợt. Sự an tịnh của định phát khởi khi tâm trở nên vắng lặng vì không có bất cứ mối ưu tư nào. Rồi sau đó nó dính mắc vào lạc. Nhưng khi phải đối mặt với phiền não thì nó dở dụng. Nó sợ phiền não, sợ lạc, sợ khổ, sợ sự chỉ trích, sợ sự khen, sợ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt. Loại định này sợ tất cả mọi thứ. Khi đạt được nó, quý vị không muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài. Người có loại định này chỉ ở trong hang động, bám víu vào lạc và không muốn ra ngoài. Vì ấy trốn vào bất cứ nơi nào yên tĩnh, loại định đó thật phiền não. Quý vị không thể đi ra ngoài và sống với người khác. Quý vị không thể nhìn cảnh, nghe âm thanh. Quý vị không thể trải nghiệm điều gì. Quý vị cứ muốn ở nơi yên tĩnh. Quý vị không muốn ai nói gì. Nơi quý vị có mặt phải thật yên tĩnh. Loại an tịnh này vô ích.
Vì thế, khi đạt được cấp độ an tịnh đó, quý vị phải bước ra ngoài. Đức Phật chẳng bao giờ dạy chúng ta tu tập như thế. Nếu quý vị đang tu theo cách đó, hãy dừng lại. Khi quý vị an tĩnh, hãy thoát ra ngoài để quán chiếu. Hãy dùng tâm an tĩnh đó để quán chiếu. Ứng dụng nó vào các đối tượng. Dùng nó để quán chiếu về cảnh, âm thanh, mùi vị, lưỡi, xúc chạm và ý. Hãy nhớ trước hết phải thoát ra ngoài, rồi dùng sự tĩnh lặng để quán chiếu. Ví dụ quý vị có thể quán chiếu về lông, tóc, trên đầu, trên thân, về móng, răng, da, đại loại như thế. Quán chiếu về vô thường, khổ và vô ngã. Quán chiếu về tất cả vũ trụ. Một khi quý vị đã sử dụng tâm bình an để quán chiếu, thì khi đến lúc phải yên lặng, hãy ngồi thiền và để tâm phát khởi sự bình an bên trong. Sau đó, đem sự bình an đó ra ngoài lại để quán chiếu. Hãy sử dụng nó để tự rèn bản thân, để thanh lọc tâm, để đối phó với các pháp. Khi quý vị phát triển sự tỉnh thức, hãy đem nó ra ngoài để đối phó với các pháp. Sử dụng nó để quân tập bản thân, để tu tập. Vì nếu sự tỉnh giác của quý vị chỉ ở bên trong, thì quý vị không biết gì cả. Nó chỉ làm cho tâm an. Hãy tiếp tục mang nó ra ngoài để quán chiếu những gì ở bên ngoài, và rồi để nó trở vào bên trong để an tịnh. Giống như vậy, lặp đi và lặp lại cho đến khi mức độ bình an lớn của tâm phát khởi. Về sự an tịnh của xả, khi tâm an tịnh sau đó ra ngoài, thì tâm xả không ngại gì cảnh, âm thanh, mùi, vị, xúc chạm và ý. Nó vô úy. Khi tiếp xúc với các pháp, tâm biết chúng. Ngay khi các pháp tiếp xúc, tâm loại chúng ra, đặt chúng xuống, để chúng đi. Đó là sự an tịnh của xả. Khi tâm đạt đến cấp độ này, nó tinh tế hơn sự an tịnh của định. Nó rất dũng mãnh. Khi có sức mạnh, nó không chạy trốn. Khi có sức mạnh, nó không sợ hãi. Trước kia chúng ta sợ hãi những điều này, nhưng giờ đã hiểu chúng. Ta không còn sợ hãi nữa. Ta biết sức mạnh của mình. Khi thấy cảnh, ta quán chiếu cảnh. Khi nghe âm thanh, ta quán chiếu âm thanh. Đó là nhờ chúng ta biết quán chiếu. Chúng ta có thể bám trụ vững. Chúng ta không sợ hãi, can đảm. Bất cứ biểu hiện gì của pháp như cảnh, âm thanh hay mùi vị, giờ khi ta thấy chúng, ta buông bỏ chúng. Bất cứ chúng là gì, ta có thể buông bỏ tất cả. Khi cảm nhận lạc thọ, ta buông nó. Khi cảm nhận khổ thọ, ta buông nó. Bất cứ ta thấy các pháp này ở nơi đâu, ta buông bỏ chúng ngay tại đó. Chúng ta không ngừng để chúng qua đi tại đó, dứt bỏ chúng ngay tại đó. Chúng ta không chấp vào bất cứ điều gì như một kiến chấp. Chúng ta để các pháp ở nơi chúng có mặt. Chúng ta đã trở về nhà của mình. Khi thấy điều gì đó, ta dứt bỏ nó. Bất cứ ta thấy gì, ta quan sát. Khi đã quan sát, ta buông bỏ. Thật ra tất cả các pháp này không có giá trị gì cả. Chúng không làm gì được ta. Đây là sức mạnh của tuệ, tức thiền quán Vipassana. Khi đạt đến cấp độ này, có thể đổi tên thành tuệ giác. Chúng ta nhìn thấy các pháp rõ ràng đúng như thật. Đúng vậy đó. Ta thấy các pháp rõ ràng đúng như thật. Đây là một cấp độ cao hơn của an tĩnh, sự an tĩnh của tuệ giác. Sự an tĩnh mà ta đạt được qua thiền định rất khó. Nó khó vì nó thật sự sợ hãi. Vì thế khi tâm tràn đầy an tĩnh, quý vị sẽ làm gì? Quý vị mang nó ra ngoài để tu tập, để quán chiếu. Chớ sợ hãi, đừng để bị vướng mắc. Khi hành thiền, quý vị không bám vào gì ngoài lạc thọ. Tuy nhiên, quý vị không được ngồi đó mà không làm gì kế tiếp, hãy ra khỏi đó. Trên chiến trường, quý vị được huấn luyện phải chiến đấu. Quý vị không được núp trong hang, tránh đạn. Lúc lâm trận, khi súng nổ đoàn đoàn, nếu quý vị đang ở trong hang, quý vị phải đi ra khỏi hang. Lúc đó quý vị không thể chiến đấu bằng cách núp trong hang. Ở đây cũng thế, quý vị không thể để tâm ẩn náu trong đó. Đó là những gì quý vị phải trải qua
trong những giai đoạn đầu với giới và định. Quý vị phải tự rèn luyện bản thân theo đúng với kinh điển và phương cách đã được vạch ra. Đó là con đường quý vị phải bước theo. Dầu gì những gì tôi nói với quý vị ở đây chỉ là những nét phác họa, khi thực hành quý vị chớ nghi ngờ điều chi, chớ nghi những lời giáo huấn này. Khi có lạc thọ, quán chiếu lạc. Khi có khổ thọ, quán chiếu khổ. Sau khi quý vị quan sát nó, cố gắng để nó xuống, hủy diệt nó, buông bỏ nó. Khi quý vị nhận ra các kiến chấp, cứ để chúng qua đi. Dầu quý vị muốn tọa thiền, đi kinh hành hay quán tưởng các pháp, điều đó không quan trọng. Hãy cố gắng tỉnh giác ngay giây phút hiện tại, đúng như những gì đang xảy ra trong tâm quý vị. Nếu quý vị suy nghĩ nhiều, thâu tóm chúng lại rồi cắt bỏ chúng bằng cách quán tưởng như sau: các pháp mà ta đang suy nghĩ không là gì ngoài tư tưởng, chỉ có vậy. Tất cả các pháp này đều vô thường, khổ và vô ngã, tất cả đều không chắc chắn. Rồi buông bỏ chúng ngay tại đó. Diệu Liên Lý Thu Linh, chuyển ngữ theo Bakunin, A Samana, trong quyển Still Flowing Water, vừa được sư Thanissaru chuyển ngữ từ Thái qua Anh ngữ. Quyển sách có 8 bài pháp thoại. Bài này và bài In the Sharpy of a Circle là 2 bài không có trong các ấn bản khác của Still Flowing Water.